tin game mobile tuần 2 tháng 6. Và hôm nay các bạn hãy cùng Hạnh khám phá xem trong bản tin lần này có những tin gì hấp dẫn nhé. Tự tin dẫn đầu dòng MMORPG thế hệ mới, Kiếm Vương Chi Mộng liệu có làm nên chuyện? Phi Long Tại Thiên ngày đầu ra mắt, máy chủ vừa mở đã sập. Gamer nước ngoài rúng động khi biết tập đoàn Umbrella có ở Việt Nam. Nếu là một fan lâu năm của game kinh dị, hẳn bạn sẽ nhận ra logo hình chiếc dù đỏ trắng của tập đoàn Umbrella Corporation, tập đoàn hắc ám đứng đằng sau mọi tội ác của loạt game Resident Evil. Và mới đây, một phòng khám ở Hồ Chí Minh với chiếc logo y hệt như vậy đã xuất hiện trên các trang web nước ngoài, làm các game thủ được một fan cười bò. Rõ ràng nhà thiết kế logo cho phòng khám này hoặc là không biết gì về game, hoặc là có một mối thù nào đó vô cùng sâu đậm với người thuê mình. Dẫu sao thì logo giống một tập đoàn tội ác trong game cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tới phòng khám, bởi quyết định sự thành bại của họ nằm ở chỗ chất lượng khám chữa bệnh. Thêm vào đó, biết đâu đây chính là cơ hội để phòng khám quảng bá hình ảnh cho mình. Mùa hè hẳn người ta sẽ nghĩ tới tiếng ve, màu đỏ có hoa phượng hay những kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng đối với những chủ quán net thì đây là một thời điểm vàng khi mức thu nhập tăng vọt trông thấy. Nếu như người người nhà nhà rồng rắn nhau đi du lịch, tắm biển, lên các trung tâm thương mại để tránh nóng, thì riêng đối với các game thủ mà nói, phòng máy lạnh ở các quán game chính là một thiên đường. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được chơi những tựa game mà mình yêu thích, vừa được tránh xa cơn nóng nực ngoài kia. Nhờ sự bùng nổ về công nghệ mà chất lượng của các tựa game MMORPG được cải thiện về cả lối chơi lẫn đồ họa, Kiếm Vương Chi Mộng, sản phẩm mới của nhà phát hành Fantas hứa hẹn sẽ là một sân chơi mới lạ dành cho cộng đồng game thủ yêu thích nhập vai với nhiều tính năng mang tính đột phá. Tạm nhất là sức mạnh. Kiếm Vương Chi Mộng, kiếm hiệp tu tiên đầu tiên tại Việt Nam đã thay đổi hẳn cách thức tiếp cận game thủ. Game sở hữu câu chuyện đầy mới lạ khi khai thác nghi vấn về cuộc đời của độc cô cầu bại, chân giả hay đã phi thăng. Xuyên suốt game là hành trình tu luyện bí kíp, ngự kiếm phi hành của Diệp Tử Phong, truyền nhân của độc cô cầu bại và nhiệm vụ khám phá cuộc đời của sư phụ kiếm ma. Là cái tên mang ngoài nhiều ký ức và kỷ niệm đẹp trong lòng cộng đồng game thủ Việt, mang tới bao nhiêu tiếng cười và nuôi dưỡng một tuổi thơ đầy vui nhộn. Giờ đây, Neighbor From Hell Season 1, tựa game huyền thoại trêu hàng xóm đã chính thức cập bến Android ngay sau phiên bản iOS. Không phải là một phiên bản làm nhái hay kiểu phụ bản ăn theo nhằm bôi rút tiền từ fan hâm mộ, Neighbor From Hell Season 1 là phiên bản hoàn chỉnh của phần đầu tiên từng phát hành trên PC mười năm về trước. Bước vào game, bạn sẽ được thưởng thức lại toàn bộ những giá trị của ký ức năm xưa lưu giữ với hình ảnh của gã hàng xóm đầu hói với cái mông lạch bạch và anh chàng nhân vật chính cực kỳ tinh quái đã in sâu trong tâm trí nhiều người cho đến khi trưởng thành. Điểm lọt game kiếm hiệp đang rất phẳng lặng thì Phi Long Tại Thiên đã xuất hiện và hy vọng có thể tạo nên một cú hích lớn. Chưa biết hay giờ như thế nào, nhưng việc máy chủ gặp sự cố ngay từ giây phút đầu tiên đã khiến tựa game mất đi khá nhiều niềm tin từ cộng đồng game thủ. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2017, Phi Long Tại Thiên đã chính thức ra mắt game thủ. Thế nhưng, có vẻ như đây là một ngày khởi đầu không mấy suôn sẻ khi game gặp trục trặc lớn về vấn đề đăng nhập. Trên fanpage chính thức của trò chơi, ban quản trị đã phải lên tiếng xin lỗi cùng lời hẹn đang tiếp tục điều chỉnh. Trên thực tế, tất nhiên sẽ chẳng có tựa game nào là hoàn hảo, kể cả một huyền thoại mobile, nhất là ngay trong ngày đầu ra mắt như thế này. Vấp phải lỗi này, lỗi kia là điều khó có thể tránh khỏi.
team game mobile tuần 2 tháng 6 của gamehub.vn. Và các bạn đừng quên theo dõi gamehub trong các số bản tin tiếp theo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới và hấp dẫn nào nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.